Anh, cháu uống nước cam đi nhá. Cô mang ra ngoài đi. Cháu vừa bảo cô pha mà. Lần sau, khi vào phòng người khác, cô nhớ phải gõ cửa nhá. Tại tay cô đang bận bê cốc nước, thế nên là cô... Cô không cần phải giải thích, cô chỉ cần xin lỗi thôi. Cô không biết phép lịch sự à? Cô đi ra ngoài rồi gõ lại cửa phòng đi. Chỉ là vô tình thôi mà, không cần thiết phải như thế. Thế cứ cái gì vô tình là sẽ được bỏ qua à? Những điều đấy sẽ gây phiền phức cho người khác đấy ạ. Được rồi, cô xin lỗi. Cô xin lỗi kiểu đấy, thà đừng nói còn hơn. Cô đừng động vào đồ của cháu. Cô chỉ dọn gọn lại thôi, vướng đầy ra như thế này bừa bộn lắm. Cháu đã bảo là cô đừng động vào đồ của cháu rồi còn gì.